Kính thưa toàn thể đồng bào quý mến, đây là chương trình phát thanh và phát hình Hội đồng Cứu Nguy Dân tộc Việt Nam do Đức Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng cùng ông bà Tổ tiên Thánh Thần Việt chúng ta cùng tất cả những linh hồn của những anh hùng chiến sĩ, lãnh đạo. Kính thưa toàn thể đồng bào quý mến, dân tộc và đất nước chúng ta đã và đang bị đày đọa bởi bọn đệ tử của quỷ Sa Tăng và quỷ râu xanh và bọn con buôn thế giới tham sân si vô cùng hung dữ, ác độc, u mê và rất là tinh vi, quỷ quyệt.